Rồi, ok, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ phá mật khẩu con Oppo F9 nha mọi người. Đây, hiện tại nó đang bị dính mật khẩu mọi người. Dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không được nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành phá mật khẩu con này nha mọi người. Rồi thì để phá được mật khẩu con này thì mình phải cần đến con MRT Đông nha mọi người. Đây, con này thì mình đặt mua trên Shopee nha. Rồi sau khi mua con này về thì mọi người phải cài đặt phần mềm MRT Đông nhé. Đây, sau khi mình tải về thì nó sẽ ra như thế này. Trước tiên là mình phải cắm vào máy tính nha. Xong rồi cài đặt MRT Đông nó mới nhận nha mọi người. Đây, bây giờ mình mở lên nó mới vào giao diện này. Đây, mọi người thấy không? Rồi thì để mở được mật khẩu con này thì mình tắt nguồn đi nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ vào giao diện, chọn Oppo, chọn đến Oppo F9 nha mọi người. Đây, Oppo F9, chọn format unlock nha mọi người. Và cần thêm một sợi dây cáp này nha mọi người, kết nối với máy tính. Ở đây người ta nói cần phải giữ nút volume up và volume down là giữ hai nút volume nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ giữ hai nút volume. Nhấn start nha. Rồi kết nối vào. Rồi nó hiện lên xanh thì cứ để vậy nha mọi người. Rồi nó đang chạy, cứ để yên vậy. Rồi như vậy là đã đôn nha mọi người. Rồi nó khởi động lại rồi này. Ok. Rồi bây giờ mình có thể tháo chân sạc ra nhé. Đang vào Widata. Khúc này hơi lâu nha mọi người. Rồi nó đã vào bên trong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thao tác như thế này nhé. Việt Nam. Tiếp theo. Tiếp theo. Sẽ kết nối với mạng internet này. Nó mờ quá mọi người. Này. Nó tối thui à. Tiếp theo. Mình tắt bên này luôn cho nó dễ nhìn. Chế độ sáng nó yếu quá. Không sao chép. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành phá cái mật khẩu bên trong này nhé. Và cũng như tài khoản Google luôn. Đơn giản thôi mọi người. Bây giờ mọi người trở về lại từ đầu nhé. Trở về lại ngay từ đầu luôn. Đấy, nó về lại ngay từ đầu nơi phần tròn ngôn ngữ nha mọi người. Bây giờ mọi người nhấn vào cuộc gọi khẩn cấp này. Rồi nhấn cho mình mã lệnh là sao thăng 0 và sao thăng 813 thăng. Rồi ok, như vậy là máy nó đã vào luôn ở bên trong màn hình nha mọi người. Nó về chế được không ánh sáng luôn. Tối thui à. Rồi ok, như vậy là đã phá được mật khẩu con này và phá luôn được tài khoản Google con này nha mọi người. Rồi ok mọi người, như vậy là xong nhé. Rồi nếu như mọi người cảm thấy hay và có ích thì hãy like và đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, tạm biệt mọi người.